Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh của các hoạt động giao dịch chứng khoán trên không gian mạng có dấu hiệu giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch. Công an thành phố Hà Nội cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm công nghệ cao. Cụ thể, thời gian qua, nhiều cá nhân nhận được đường dẫn website, app giao dịch sử dụng công cụ truyền thông, báo chí quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của các đối tượng trên mạng xã hội để giao dịch mua bán chứng khoán. Mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền. Công an thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội tăng cường cảnh báo đến các công ty chứng khoán thành viên và công ty chứng khoán trên địa bàn thành phố Hà Nội, cảnh cáo liên tục, thường xuyên phương thức, thủ đoạn tội phạm nêu trên đến khách hàng bằng nhiều hình thức, email, tin nhắn, trực tiếp tại quầy, trên app của công ty và tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Dịch sốt xuất huyết đang ở giai đoạn cao điểm và vẫn có nguy cơ gia tăng, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Trong đó, các địa phương ghi nhận số ca mắc liên tục tăng cao trong các tuần gần đây là Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Thuận. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 300.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 115 trường hợp tử vong. Trước nguy cơ dịch bùng phát kéo dài, lan rộng, Bộ Y tế điện đề nghị các địa phương huy động các lực lượng triển khai ngay chiến dịch diệt loang quang, bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy. Trước tình hình một số sự cố về ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học thời gian qua, các ngành chức năng tại thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở cơ sở giáo dục. Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai quyết liệt kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, trường học, trong đó tăng cường sự tham gia quản lý, kiểm soát của chính quyền, các ban ngành và đoàn thể ở địa phương. Qua giám sát, kiểm tra, đa số các trường chủ động kiểm soát nguồn gốc thực phẩm sử dụng trong bữa ăn học đường, công khai các đơn vị đã được lựa chọn. 182 cơ sở đạt tiêu chuẩn trong số 215 cơ sở được kiểm tra, chiếm tỷ lệ 84,7%. Hiện Hà Nội là một trong 9 tỉnh thành phố thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở cấp cơ sở. Thời gian tới, Hà Nội dự kiến triển khai hoạt động diễn tập điều tra về ngộ độc và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Sau hơn 4 tháng điều tra bổ sung, hôm nay ngày 25 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Kim Trung Thái sinh năm 1985 và Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh năm 1995 bạo hành khiến bé NTVA 8 tuổi, con riêng của Thái tử vong. Khác với nhiều phiên xét xử công khai, cán bộ tố tụng, luật sư, nhà báo, người tham dự phiên tòa phải đăng ký trước để được cung cấp thẻ tham dự. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng dựng rạp, lắp màn hình phía ngoài để người dân quan tâm theo dõi phiên tòa. Đồng thời lên kế hoạch siết chặt tình hình an ninh trật tự. Trước đó, phiên tòa xét xử ngày 21 tháng 7 thu hút đông đảo sự quan tâm chú ý của dư luận. Tại cáo trạng truy tố bổ sung, Viện Kiểm sát Nhân dân giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê ở tỉnh Gia Lai, về tội giết người và hành hạ người khác. Bị can Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, cha của nạn nhân, về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Báo cáo thường niên của Google dự báo thị trường thanh toán online tại Việt Nam có thể xếp thứ 3 khu vực Đông Nam Á vào năm 2025 về giá trị giao dịch. Là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh trong khu vực, Việt Nam có nhiều tiềm năng để thanh toán điện tử phát triển mạnh mẽ. Tổng giá trị giao dịch thanh toán trực tuyến của Việt Nam ước tính đạt 15 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, cùng tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến ở mức 15,7% vào năm 2025. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, Việt Nam là nước có cơ cấu dân số trẻ với độ tuổi trung bình dao động từ 33 đến 35 tuổi. Đây là những thuận lợi cơ bản để Việt Nam trở thành thị trường bán lẻ trực tuyến đầy tiềm năng và là yếu tố thúc đẩy thanh toán không tiền mặt mạnh mẽ. Xếp theo quốc gia, Indonesia tiếp tục là nền kinh tế số lớn nhất khu vực. Việt Nam được dự báo xếp sau Indonesia và Thái Lan về giá trị giao dịch trực tuyến. Chuyển sang những tin tức khác. Chiều qua, tại trụ sở Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập. Trung tâm Ứng dụng Tin học và Phát triển Công nghệ Phát thanh được thành lập ngày 25 tháng 11 năm 1997 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày 14 tháng 2 năm 2019, Trung tâm Ứng dụng Tin học và Phát triển Công nghệ Phát thanh
đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông, viết tắt là RD, với chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc và thực hiện các công việc quản lý, tư vấn, thẩm định, thiết kế, giám sát, đo lường chất lượng trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện và việc sản xuất chương trình được hiệu quả. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm RD đã đạt được trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời nhấn mạnh, với những nhiệm vụ quan trọng được giao, Trung tâm RD đã luôn hoàn thành xuất sắc các kế hoạch đề ra, chủ động sáng tạo trong mỗi lĩnh vực chuyên môn. Đặc biệt, Trung tâm đã tổ chức thành công hàng trăm lớp học, khóa học giúp cán bộ viên chức cập nhật kịp thời những thay đổi, bồi dưỡng thêm những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Trung tâm cũng đã chủ động, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin từ rất sớm vào các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến cho đội ngũ công chức, viên chức của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam tin tưởng, trong thời gian tới, Trung tâm RD sẽ là nòng cốt trong các đơn vị chủ lực của Đài Tiếng Nói Việt Nam, có nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học, tham gia các diễn đàn lớn để khẳng định vị thế của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong bối cảnh hội nhập thế giới. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trao tặng bức chướng cho Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông vì đã góp một phần quan trọng vào những thành tích truyền thống 77 năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trao tặng bằng khen của Tổng Giám đốc cho Phòng Đo lường Kiểm chuẩn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng và phát triển đơn vị trong suốt 25 năm qua. Thời gian gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến ngày càng phức tạp. Nước sông đã xâm thực sâu vào đất sản xuất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Khi xảy ra thiên tai. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Điện Kremlin hôm qua ngày 24 tháng 11 tuyên bố Nga sẽ chấm dứt việc bán dầu và khí đốt cho những quốc gia áp giá trần đối với nguồn năng lượng của nước này. Nhưng quyết định cuối cùng sẽ đưa ra sau khi phân tích tất cả các số liệu liên quan, đồng thời cảnh báo việc áp giá trần sẽ chỉ dẫn tới tình trạng bất ổn đáng kể đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết rất khó để dự đoán việc áp giá trần sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường năng lượng toàn cầu. Hiện tại, Nga vẫn giữ quan điểm của Tổng thống Vladimir Putin rằng sẽ ngừng cung cấp dầu và khí đốt đối với những quốc gia áp mức giá trần. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trên cơ sở phân tích những số liệu liên quan. Trước đó, đại diện của 27 quốc gia Liên minh châu Âu EU đã nhóm họp tại Bruxelles, Bỉ, nhưng vẫn chưa thể đồng thuận với đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc áp giá trần đối với dầu của Nga. Mức giá khoảng 65 đến 70 đô la Mỹ một thùng đang bị một số nước coi là quá thấp, trong khi một số nước khác cho là quá cao. Chủ đề nhập cư đang gây căng thẳng tại Pháp sau khi chính phủ Pháp tiếp nhận tàu cứu hộ Ocean Viking chở hơn 230 người di cư và liên tiếp xảy ra các vụ mưu sát có liên quan đến người nhập cư. Vấn đề này đã khiến uy tín của Tổng thống và Thủ tướng Pháp xuống thấp khi 77% người Pháp cho rằng chính phủ đã thất bại trong việc xử lý vấn đề người nhập cư. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, hiện có khoảng 7 triệu người nhập cư tại Pháp, tương đương gần 10% dân số, trong đó có khoảng 600-700.000 người đang cư trú bất hợp pháp. Các số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ tội phạm là người nhập cư bất hợp pháp đặc biệt cao, trên dưới 50% tại các thành phố lớn như Paris, Marseille hay Lyon. Tâm lý chống người nhập cư tăng cao trong xã hội Pháp và gây căng thẳng giữa các lực lượng chính trị trong những tuần gần đây, khi chính quyền Pháp đồng ý tiếp nhận tàu cứu hộ Ocean Viking chở hơn 234 người di cư sau khi bị Italia từ chối, và đặc biệt là liên tiếp xảy ra hai vụ sát hại trẻ vị thành niên mà nghi phạm được cho là có nguồn gốc nhập cư. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp nhấn mạnh luật nhập cư sửa đổi của Pháp sẽ được trình lên Quốc hội vào đầu năm 2023. Mới đây, một tua bin gió ngoài khơi 16 MW đã được hoàn thành ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, trở thành tua bin gió lớn nhất thế giới. Tua bin gió khổng lồ này được cho là có đường kính cánh quạt lớn nhất thế giới và công suất lớn nhất là 16 MW, có thể được sử dụng rộng rãi ở các vùng biển có tốc độ gió trung bình hoặc cao. Với trục bánh xe ở độ cao 146 m và đường kính cánh quạt 252 m, cánh quạt của tua bin gió ngoài khơi có thể quét một khu vực rộng khoảng 50.000 m2, tương đương với 7 sân bóng đá tiêu chuẩn cộng lại. Nó đã khắc phục một loạt các vấn đề công nghệ quan trọng,
như cánh quạt linh hoạt siêu dài, ổ trục chính lớn và thu nhỏ máy phát điện công suất cực lớn. Việc áp dụng tua bin gió ngoài khơi công suất cao có thể tiết kiệm và tận dụng tốt các vùng biển. Trong điều kiện làm việc tiêu chuẩn, một tổ máy có thể tạo ra 34,2 kWh mỗi vòng quay và sản lượng điện sạch trung bình hàng năm là hơn 66 triệu kWh, đủ để cho 36.000 hộ gia đình gồm 3 thành viên tiêu thụ trong một năm. Chuyển sang các thông tin về thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và đêm nay, ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Các khu vực khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Dự báo thời tiết chiều và đêm 25 tháng 11, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, có nơi dưới 19 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, có nơi dưới 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh của các hoạt động giao dịch chứng khoán trên không gian mạng có dấu hiệu giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch. Công an thành phố Hà Nội cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm công nghệ cao. Cụ thể, thời gian qua, nhiều cá nhân nhận được đường dẫn website, app giao dịch sử dụng công cụ truyền thông, báo chí quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của các đối tượng trên mạng xã hội để giao dịch mua bán chứng khoán, mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền. Công an thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội tăng cường cảnh báo đến các công ty chứng khoán thành viên và công ty chứng khoán trên địa bàn thành phố Hà Nội, cảnh cáo liên tục, thường xuyên phương thức, thủ đoạn tội phạm nêu trên đến khách hàng bằng nhiều hình thức, email, tin nhắn, trực tiếp tại quầy, trên app của công ty và tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Dịch sốt xuất huyết đang ở giai đoạn cao điểm và vẫn có nguy cơ gia tăng, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Trong đó, các địa phương ghi nhận số ca mắc liên tục tăng cao trong các tuần gần đây là Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Thuận. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 300.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 115 trường hợp tử vong. Trước nguy cơ dịch bùng phát kéo dài, lan rộng, Bộ Y tế điện đề nghị các địa phương huy động các lực lượng triển khai ngay chiến dịch diệt loang quang, bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy. Trước tình hình một số sự cố về ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học thời gian qua, các ngành chức năng tại thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở cơ sở giáo dục. Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai quyết liệt kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, trường học, trong đó tăng cường sự tham gia quản lý, kiểm soát của chính quyền, các ban ngành và đoàn thể ở địa phương. Qua giám sát, kiểm tra, đa số các trường chủ động kiểm soát nguồn gốc thực phẩm sử dụng trong bữa ăn học đường, công khai các đơn vị đã được lựa chọn. 182 cơ sở đạt tiêu chuẩn trong số 215 cơ sở được kiểm tra, chiếm tỷ lệ 84,7%. Hiện Hà Nội là một trong 9 tỉnh thành phố thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở cấp cơ sở. Thời gian tới, Hà Nội dự kiến triển khai hoạt động diễn tập điều tra về ngộ độc và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Sau hơn 4 tháng điều tra bổ sung, hôm nay ngày 25 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Kim Trung Thái sinh năm 1985 và Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh năm 1995
bạo hành khiến bé NTVA 8 tuổi, con riêng của Thái tử vong. Khác với nhiều phiên xét xử công khai, cán bộ tố tụng, luật sư, nhà báo, người tham dự phiên tòa phải đăng ký trước để được cung cấp thẻ tham dự. Tòa án Nhân dân TP.HCM cũng dựng rạp, lắp màn hình phía ngoài để người dân quan tâm theo dõi phiên tòa, đồng thời lên kế hoạch siết chặt tình hình an ninh trật tự. Trước đó, phiên tòa xét xử ngày 21 tháng 7 thu hút đông đảo sự quan tâm chú ý của dư luận. Tại cáo trạng truy tố bổ sung, Viện Kiểm sát Nhân dân giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê ở tỉnh Gia Lai, về tội giết người và hành hạ người khác. Bị can Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ TP.HCM, cha của nạn nhân, về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Báo cáo thường niên của Google dự báo thị trường thanh toán online tại Việt Nam có thể xếp thứ 3 khu vực Đông Nam Á vào năm 2025 về giá trị giao dịch. Là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh trong khu vực, Việt Nam có nhiều tiềm năng để thanh toán điện tử phát triển mạnh mẽ. Tổng giá trị giao dịch thanh toán trực tuyến của Việt Nam ước tính đạt 15 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, cùng tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến ở mức 15,7% vào năm 2025. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, Việt Nam là nước có cơ cấu dân số trẻ với độ tuổi trung bình dao động từ 33 đến 35 tuổi. Đây là những thuận lợi cơ bản để Việt Nam trở thành thị trường bán lẻ trực tuyến đầy tiềm năng và là yếu tố thúc đẩy thanh toán không tiền mặt mạnh mẽ. Xếp theo quốc gia, Indonesia tiếp tục là nền kinh tế số lớn nhất khu vực. Việt Nam được dự báo xếp sau Indonesia và Thái Lan về giá trị giao dịch trực tuyến. Chuyển sang những tin tức khác. Chiều qua tại trụ sở Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập. Trung tâm Ứng dụng Tin học và Phát triển Công nghệ Phát thanh được thành lập ngày 25 tháng 11 năm 1997 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày 14 tháng 2 năm 2019, Trung tâm Ứng dụng Tin học và Phát triển Công nghệ Phát thanh đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông, viết tắt là RD, với chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc và thực hiện các công việc quản lý, tư vấn, thẩm định, thiết kế, giám sát, đo lường chất lượng trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện và việc sản xuất chương trình được hiệu quả. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm RD đã đạt được trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời nhấn mạnh, với những nhiệm vụ quan trọng được giao, Trung tâm RD đã luôn hoàn thành xuất sắc các kế hoạch đề ra, chủ động sáng tạo trong mỗi lĩnh vực chuyên môn. Đặc biệt, Trung tâm đã tổ chức thành công hàng trăm lớp học, khóa học, giúp cán bộ viên chức cập nhật kịp thời những thay đổi, bồi dưỡng thêm những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Trung tâm cũng đã chủ động, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin từ rất sớm vào các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến cho đội ngũ công chức, viên chức của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam tin tưởng, trong thời gian tới, Trung tâm RD sẽ là nòng cốt trong các đơn vị chủ lực của Đài Tiếng Nói Việt Nam, có nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học, tham gia các diễn đàn lớn để khẳng định vị thế của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong bối cảnh hội nhập thế giới. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trao tặng bức chướng cho Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông vì đã góp một phần quan trọng vào những thành tích truyền thống 77 năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trao tặng bằng khen của Tổng Giám đốc cho Phòng Đo lường Kiểm chuẩn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng và phát triển đơn vị trong suốt 25 năm qua. Thời gian gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến ngày càng phức tạp. Nước sông đã xâm thực sâu vào đất sản xuất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Khi xảy ra thiên tai. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Điện Kremlin hôm qua ngày 24 tháng 11 tuyên bố Nga sẽ chấm dứt việc bán dầu và khí đốt cho những quốc gia áp giá trần đối với nguồn năng lượng của nước này. Nhưng quyết định cuối cùng sẽ đưa ra sau khi phân tích tất cả các số liệu liên quan, đồng thời cảnh báo việc áp giá trần sẽ chỉ dẫn tới tình trạng bất ổn đáng kể đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết rất khó để dự đoán việc áp giá trần sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường năng lượng toàn cầu. Hiện tại, Nga vẫn giữ quan điểm của Tổng thống Vladimir Putin rằng sẽ ngừng cung cấp dầu và khí đốt đối với những quốc gia áp mức giá trần. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trên cơ sở phân tích những số liệu liên quan.
Trước đó, đại diện của 27 quốc gia Liên minh châu Âu EU đã nhóm họp tại Bruxelles, Bỉ, nhưng vẫn chưa thể đồng thuận với đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc áp giá trần đối với dầu của Nga. Mức giá khoảng 65 đến 70 đô la Mỹ một thùng đang bị một số nước coi là quá thấp, trong khi một số nước khác cho là quá cao. Chủ đề nhập cư đang gây căng thẳng tại Pháp sau khi chính phủ Pháp tiếp nhận tàu cứu hộ Ocean Viking chở hơn 230 người di cư và liên tiếp xảy ra các vụ mưu sát có liên quan đến người nhập cư. Vấn đề này đã khiến uy tín của Tổng thống và Thủ tướng Pháp xuống thấp khi 77% người Pháp cho rằng chính phủ đã thất bại trong việc xử lý vấn đề người nhập cư. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, hiện có khoảng 7 triệu người nhập cư tại Pháp, tương đương gần 10% dân số, trong đó có khoảng 600 đến 700 nghìn người đang cư trú bất hợp pháp. Các số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ tội phạm là người nhập cư bất hợp pháp đặc biệt cao, trên dưới 50% tại các thành phố lớn như Paris, Marseille hay Lyon. Tâm lý chống người nhập cư tăng cao trong xã hội Pháp và gây căng thẳng giữa các lực lượng chính trị trong những tuần gần đây, khi chính quyền Pháp đồng ý tiếp nhận tàu cứu hộ Ocean Viking chở hơn 234 người di cư sau khi bị Italia từ chối, và đặc biệt là liên tiếp xảy ra hai vụ sát hại trẻ vị thành niên mà nghi phạm được cho là có nguồn gốc nhập cư. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp nhấn mạnh luật nhập cư sửa đổi của Pháp sẽ được trình lên Quốc hội vào đầu năm 2023. Mới đây, một tua bin gió ngoài khơi 16 MW đã được hoàn thành ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, trở thành tua bin gió lớn nhất thế giới. Tua bin gió khổng lồ này được cho là có đường kính cánh quạt lớn nhất thế giới và công suất lớn nhất là 16 MW. Có thể được sử dụng rộng rãi ở các vùng biển có tốc độ gió trung bình hoặc cao. Với trục bánh xe ở độ cao 146 m và đường kính cánh quạt 252 m, cánh quạt của tua bin gió ngoài khơi có thể quét một khu vực rộng khoảng 50.000 m2, tương đương với 7 sân bóng đá tiêu chuẩn cộng lại. Nó đã khắc phục một loạt các vấn đề công nghệ quan trọng như cánh quạt linh hoạt siêu dài, ổ trục chính lớn và thu nhỏ máy phát điện công suất cực lớn. Việc áp dụng tua bin gió ngoài khơi công suất cao có thể tiết kiệm và tận dụng tốt các vùng biển. Trong điều kiện làm việc tiêu chuẩn, một tổ máy có thể tạo ra 34,2 kWh mỗi vòng quay và sản lượng điện sạch trung bình hàng năm là hơn 66 triệu kWh, đủ để cho 36.000 hộ gia đình gồm 3 thành viên tiêu thụ trong một năm.